Xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay thì mình cũng tiếp tục đi thăm mấy tai lưới bẫy gắn nha các bạn. Mấy tai lưới tàn cuối mùa các bạn ơi. Mình đi thăm lai gai lâu lâu đi lặn có dính không nha các bạn. Mình bỏ thì sợ nó chết, mà cuốn về thì mình cũng không có xài được ba lưới đó nha các bạn. Cho nên mình lâu lâu mình đi thăm vậy, chừng nào mình thấy nó thăm ba bốn cử, hai ba cử mà không thấy dính nữa thì chắc mình mấy nhổ dục bỏ mấy bạn ơi. Tai nào còn xài được mình đem về, tai nào không xài được mình bỏ. Rồi nãy giờ mình lội dài dài đây cũng 5-6 tay cũng không dính nha các bạn. Ở đằng trước này mình có 1 tay nha các bạn. Trong bụi chuối này từ lúc văng có hàng mấy bạn ơi, có hàng. Lúc văng vừa tay này cũng bắt được con gắn lãi nha các bạn. Cái vợ mới dính được con hành nha các bạn. Đó. Đó mấy bạn. Cái này thì chỉ có gắn này lai gai, còn gắn lãi với hổ ngựa thì tỷ lệ nó ít đi nha các bạn. Mà mình cũng mong bữa nay cho nó dính, rồi bữa nay trời ở quê mình nó hơi nắng ấm lại nghe mấy bạn. Nó hơi nắng hơi ấm lại thôi chứ giấc tối vẫn còn lạnh. Trời lạnh thì mấy ông hổ hành này hay đi nè, mà trời nắng nóng ấm trời thì hổ ngựa gắn lãi nó mới chịu đi nha các bạn. Quá quậy vậy. Con hổ hành này cũng không bự to hung nha các bạn. Hổ hành này được chắc có khoảng 400g, 450g nửa ký gì đổ lại nha các bạn. Cỡ 400g nè, chắc không được nửa ký đâu. Cỡ này dính yếu quá mấy bạn ơi. Ở giờ, mấy bạn bẫy không gài dính đỡ không, chứ bên mình dính yếu quá nghe mấy bạn. Lâu lâu dính đi cử dính con hay con gì không mấy bạn ơi. Rồi nhầm cử thì có gắn bự thì cũng đỡ, còn có cử thì gắn nó nhỏ quá nhỏ. Tai lưới nằm văng từ đây đó cũng tai này cũng 6 tắc nha bạn, 5-6 tắc như này mấy bạn. Ở đây quê mình bờ nhỏ thì mình chỉ văng vậy thôi các bạn, với mình văng mình né người ta vậy mà còn mắc quả các bạn. Nói chung là không gài mình đi không có cử lưới nào mà không mắc gắn hết nha các bạn. Ta la là cử nào cũng bị mắc chân, miễn mà dính gắn cái là mắc, dính gắn mắc. Ở khu nào mà người ta ít đi thì mình còn vớt vát được, còn mấy co khu mà cái như người ta đi hà gầm hoài với đi buổi sáng sớm mấy bạn là ưa bị mắc. Còn mình đi này là cũng tranh thủ đi các bạn, còn mấy luồng kia cái mình đi về tới trưa đó các bạn, nhiều khi 10 giờ 11 12 giờ đâu đó cái nó bị mắc lưới nha mấy bạn. Sáng người ta đi ruộng nhiều khi người ta gặp, còn khu này là mình đi trước dứt bờ khu này nè các bạn. Tại khu này thường thường thì mình văng nước đợt đó nó cuối hết đó mấy bạn, văng sau mấy luồng kia đó mình nghĩ còn gắn, còn mấy luồng kia mình văng đầu mùa tới giờ quá lâu rồi bắt cái giảm gắn này nha các bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây nha các bạn, tại mình đi mình ên nè, mình xử lý nó rồi mình đi tới tay tiếp theo nếu có dính mình test lại mấy bạn xem. Rồi cho mình tạm ngưng đây đi các bạn ơi. Mình lo nãy giờ cũng không dính nha các bạn. Này mình lên tới gần hết nguồn lưới nha các bạn. Ở đây khu vực bờ xài, bên đây cho trong mặn, bên đó có một cô chủ và đang tứ mặn đó nha các bạn. Rồi giờ trong bờ này mình cũng có tay nha các bạn, mình test thẳng mấy bạn xem luôn. Trong bờ này mình văng có tay, mình văng cũng lâu nha các bạn, nó cũng không dính các bạn ơi. Đường hơi khó đi, mình đi có lắc mấy bạn thông cảm giùm nha. Này khu vực bờ người ta trồng xài các bạn, giờ mấy bạn thấy lúa người ta chắc nước ra cạn veo không nên gắn nó đi, mình khó đón hướng lắm nha các bạn. Dưới góc mình có văng tay mấy bạn. Có hàng mấy bạn ơi, có hàng mấy bạn. Đấy đã. Rồi nãy giờ buổi trời nó chịu dính được đó mấy bạn ơi. Cái này dính quá yếu mấy bạn ơi. Cái này nó muốn hết mùa nha các bạn. Ngày ba lưới tàn mình còn đi, mình đi thăm bẫy nữa nha các bạn. Có dính thì mình ăn, còn không có dính thì thôi nha các bạn. Cái này mình để 3-4 ngày mới điền cử nha các bạn ơi. Con này mới dính, con này đẹp nha các bạn. Còn con hồi nãy là dính hơi lâu đó nha các bạn. Còn con này mới dính tối bởi vì giờ còn đẹp mới ghê không. Rồi. Con này các đỡ đỡ hơn con nãy, cỡ con nãy các bạn ơi. Con nặng hơn, nặng cũng chút, con này chắc được nửa nửa ký nha các bạn. Đã không ạ? Bóng rộng nha, con này mới nha các bạn. Bóng rộng à. Đấy. Thì hành trang mình đem theo cũng như hàng ngày nha các bạn. Một cái gói thuốc mình hút với một số lưới, mà nói lưới mình đem vậy chứ chắc không có văng thêm mấy bạn. Rồi thành quả nãy được chú nè các bạn. Đó là con này là con được con thứ hai nha mấy bạn, mà hai chú hổ hành xong nha các bạn. Đây nằm các bạn nhìn thấy bóng giận thấy đã à. Thầm dính thì cũng phải đã mấy bạn, mà không dính mình lộn cũng muốn xỉu nha các bạn. Mà cỡ này quá trời mắc lưới mấy bạn ơi, mắc lưới hoài mấy bạn. Nãy đẳng mắc tay mấy bạn, mà mình cũng không biết có dính không nữa, tại bây giờ trời khô quá mà mấy bạn ha, khô gan gì nhiều khi nó dính mấy bạn, chứ nhìn cũng chưa chắc ngáy nó đâu quậy được gì đâu mấy bạn.
tại vì trời nắng quá rồi đất nó khô các bạn, rồi nó đâu có ấy như người ta nghe các bạn, nó đâu có quậy như dùng trời mưa mình nhìn chỉ thấy quằn quằn, có con nào bự lắm á nó quậy mấy quằn lớn thôi. Còn như bạn đây anh quay với bạn coi còn con mối nó trốn như vậy nè, bạn thấy nó nằm dưới thức cây chắc các bạn khó thấy không? Dạng quá ha mấy bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây mấy bạn. Mình xử lý con này rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại mấy bạn xem. Mấy bạn cũng thông cảm tại mình đi của mình nên nha mấy bạn. Đây. Một chú hữu hành thứ hai nha mấy bạn. Rồi cho mình tạm ngưng đây mấy bạn ơi. Bên này có hai tay nha mấy bạn. Đây tay không dính nha mấy bạn. Tay này cũng từng bắt được mấy con hữu hành với mấy con gắn lãi nữa nha mấy bạn. Lên đây là cú luồng lưới rồi, mình đi vô kiếm bờ xài mình đi vô nha bạn. Đi thẳng vô trong lỗ đó bạn, là mình lỗ về mình đi luồng khác nha bạn. Ở trước này con tay mình test thẳng luôn nha bạn. Dưới đây con tay tay này cũng từng bắt được vài con này nha bạn. Rồi, mắc tiêu tay lưới rồi mấy bạn ơi. Cả này thiện dị xong đó. Đây. Các bạn thấy quằn quằn này chưa? Đó. Cất đây luôn nha mấy bạn. Cứt trắng trắng này chắc mình nghi hữu hành này mấy bạn ơi. Cỡ này thì nó cũng hay dính hữu hành chứ nó cũng không dính gì đâu. Đó, quê mình thì vậy không đó bạn ơi. Em nhìn thử coi. Đây, cái dấu cây mình cắm đây nha bạn. Mấy bạn biết sao không? Khi mấy bạn muốn xác định, mình cũng giải thích cho bạn luôn. Muốn xác định được con gắn lôi hay là cả như cái người ta mà cả như nhổ như con gắn lôi hoặc là người ta lấy lưới mình nha bạn. Cái cây đài mình á mà nó quẹt nghiêng về một phía á, là con gắn nó lôi, còn cái cây đài mà nhổ thẳng lên á là người ta nghe mấy bạn. Tại người ta ít khi nào người ta nhổ quẹt lên lắm, lại dòng cắm xuống gì thì người ta nắm người ta dở lên gì, người ta nắm đầu kia người ta dở lên là người ta đi đó nghe mấy bạn. Còn mà cái như nó quẹt ngang vậy là gắn lôi, nhưng mà cái tỷ lệ mùa này không có gắn lôi nổi mấy bạn. Mùa này nó bẻ gãy đài không gãy thôi à, tại vì đài mình cũ mấy bạn. Với mùa này là trời nắng rồi đất nó cứ ngắt à, không bao giờ mà mình lôi được, gắn lôi được nghe bạn, ít khi nào lắm. Trừ khi cắm cặp mấy mương dưới ấy rồi á, lại nguyên quằn mấy bạn thấy nó quậy không, thấy ghê nguyên quằn không. Này con gắn này chắc cũng hơi to nè mấy bạn thấy nãy con gắn nãy chừng nửa kg mà nó quậy còn chưa được dụng gì nữa nha bạn. Tại đất dở khô mà quậy vậy là dữ lắm nha bạn. Trời ơi nó bức bọng dữ chân nè bạn ơi, quậy quằn láng cót nè, cứt nghĩa đây nè bạn. Này chắc hổ hành mấy bạn ơi, cứt trắng này hổ hành nè. Rồi, thôi mình cũng tạm ngưng đây nha các bạn. Để mình lậu dài tới có dính mình test mấy bạn xem. Thì cũng thôi đi mấy bạn ơi, người ta ăn còn mình ăn hết hả. Tình trạng cả này là vậy hoài đó, lứ ít dính rồi còn lứ ít mà còn bị này nữa nghe bạn. Giết giờ cái luồng này còn không có nhiêu tay chứ mấy bạn ơi. Thôi, mấy bạn cho mình tạm ngưng đây đi. Nãy giờ mình lên luồng thứ hai nghe bạn, nó không dính luôn mấy bạn ơi. Lậu còn có mấy tay nữa về nguyên luồng này không dính luôn nghe bạn. Luồng đầu thì dính được ba con mà cái gì bị người ta cuốn hết tay à, còn được có hai con nha các bạn, hai chú hữu hành. Đây. Đó, hai chú hữu hành nha các bạn. Còn cái luồng này thì nãy giờ nó không dính luôn mấy bạn ơi. Luồng này thì không có mị mắt lớn nhưng mà không có dính. Rồi ở trong bờ này mình còn tay hai tay đi dài vô nha các bạn. Đây mình test dài tới mấy bạn xem luôn. Đây con tay rồi, đây có con tay dính được mấy bạn ơi. Dính mà bị con gì nó cắn chết luôn nghe bạn, nó ăn thịt luôn rồi giờ còn khúc xình luôn đó mấy bạn thấy không. Này tại do mình để mấy bữa mới đi nè nghe bạn, tại vì cỏ này nó ít dính quá nên mình không có lội thường xuyên đó, nó chết nè mấy bạn thấy không. Này mình thăm một hai cử nữa mà tình hình dính yếu gì nữa là mình cuốn lớn mấy bạn ơi, chứ còn để nó mình đi thưa ngày nó có dính cái nó chết. Bạn thấy không, ngày chăn góc cái chỗ này cũng có dính nhiều con các bạn, ngay góc nên mình quay hay cắm cắm mấy bạn có xem cũng thông cảm gì mình nha. Rồi, thôi, vậy mình cũng tạm ngưng đây đi mấy bạn ơi, rồi mình đi tới tay tiếp theo. Nó có dính mình test lại mấy bạn xem. Rồi, nãy giờ nó cũng dính nha bạn. Còn trong bờ này mình đi về vô trong đây có một hai tay nữa là xong nha mấy bạn. Rồi, thành quả nãy giờ mấy bạn cũng đã thấy đã được có hai chú hữu hành nè nha mấy bạn. Rồi, chứ bữa nay quá thất thu mấy bạn ơi. Như phần cỡ này lưới tàn nha bạn. Nó nào ngày đi có bữa dính có quay được clip chứ có bữa là nó không dính quay không có clip luôn nha mấy bạn. Đi có bữa dính con hay con mình đem về ăn thịt rồi mình không có quay được luôn các bạn, tại ít quá đó bạn, lượng phút nó không đủ đó, rồi mình bỏ luôn. Còn bữa nay đỡ đỡ nha các bạn, bữa nay hồi sớm giờ được hai con hổ hành bị cuốn hết tay, như cái luồng hồi nào mình đang đi đây nó dính mới có một con à, mà nó chết ngắt luôn đó nghe mấy bạn. Tại dính gắn lãi mà do mình bỏ lâu quá mình không có đi thăm nữa các bạn, tại cỡ này dính yếu quá mình không có đi thăm, đi hoài thì nó không dính. Rồi mình bỏ lâu quá, bỏ đâu
ba bốn ngày gì đó các bạn. Đây hai con hoành này thì cũng tạm được nha các bạn, chung được cỡ này mà dính được cặp gì cũng đỡ rồi đó. Hai con này thì nó nằm khoảng 800-900 gram nha các bạn, đây chắc được cỡ 900 gram à. Rồi thôi mình đi tới tay tiếp theo luôn nha mấy bạn, có dính mình đây sẵn mình đi thẳng luôn em các bạn ơi, có dính mình test cho các bạn xem luôn. Bây giờ tới luôn rồi, chà có hàng, có hàng nha mấy bạn, có hàng, có hàng. Chà một cái hiện trường này quậy cũng đỡ dữ à. Ôi ôi, một em lãi. Chà một con cắn nước nữa nghe bạn. Chà dứt lại phút cuối nha bạn. Đây một cái, đây là một con lãi, nó quậy một cái quằn mấy bạn thấy hết hồn không. Đây là một con lãi, đây là một con nước, rồi gãy cái đài luôn các bạn ơi. Tại bây giờ mùa cuối mùa nghe bạn, là lứ nó một mà cây đài nó cũng mục luôn nha các bạn. Tại mình làm mình cũng chuốt cây đài không có bự mấy bạn, nhỏ nên mình canh vừa mùa là vừa bỏ lứ luôn nha các bạn. Tại lấy lại mình xài cũng không được. Văn là cỡ hôm tháng 7 tháng 8 đó tới giờ là rồi đó. Xong. Năm nay mình xuống hơi trễ, mấy năm trước thì cỡ khoảng mùng 5 tháng 5 mình xuống mấy bạn. Năm nay tại có một lúc mấy bạn thấy mình có đăng mấy clip chim đó, mình đánh ba con cà cuốc đêm rồi đó mấy bạn, cho nên không có thời gian xuống lứ. Đánh bằng đêm bằng ngày quải quá không xuống lứ nên xuống hơi trễ nha mấy bạn. Nên có tay còn xài được, chứ còn mình xuống đầu mùa sớm là rồi đó. Là không có xài được nha mấy bạn. Đây, mấy bạn thấy đã không? Một cặp nghe mấy bạn. Tới gần phút cuối mà làm được cặp cũng khỏe nha mấy bạn. Con gắn lãi này được cỡ 400 gram nha mấy bạn. Con này cỡ 400 gram à. Con này chắc dính hơi lâu nữa mấy bạn. Mà hên nằm trong bóng sải mát nó không chết nha mấy bạn. Tại mình bỏ lâu quá chạy mịn chân nè mấy bạn thấy không? Lâu rồi mình không có đi thăm nhà tới 3-4 ngày rồi. Chạy lưng chân nữa không? Quậy đây tét đường gách lứ luôn. Đây con nước này cũng nhỏ nha bạn. Đã, nước không nè. Nước này chắc phải rồi, táp rồi nha bạn. Nước này thì cỡ 200-300 gram mấy bạn ơi, ngắn lãi được cỡ 400 gram nữa. Thì bữa nay nói chung vậy là cũng tạm được, ổn đi nha các bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây nha. Mình xử lý nó rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính nữa mình test mấy bạn xem. Còn cũng có vài tay nữa hết mấy bạn ơi. Rồi mình về tới nhà nha các bạn. Nó không dính nữa các bạn. Này dính được có nãy giờ quả được như các bạn. Nói chung bữa nay gì cũng tạm ổn nha các bạn. Được 4 chú, 5 chú mà cả như chết chú mình bỏ rồi mấy bạn, còn được 4 chú. Một con lãi, một con nước với hai con hành nha các bạn. Cái này chắc được cỡ ký mấy nha các bạn ơi. Hai con hành ngon ngon đỡ đỡ nha các bạn. Con lãi với con nước. Con nước hơi nhỏ nha các bạn ơi. Đó thì thành quả bữa nay được có nhiều đó mấy bạn. Như nãy mình bị mắc hết tay lứ nữa nghe bạn. Cỡ này lứ còn ít mà mắc biết mình nói thiệt mấy bạn, giờ không còn được nhiều lứ chứ. Còn được có mấy tay à. Tại vì đi cử cái mắc hai tay, hai tay, ba tay, hai tay, hai tay, ba tay giết giờ còn được chừng gom hết trơn lứ còn chừng cỡ 50-60 tay hết mức rồi đó. Mà mình chia ra mình lúc trước mình chia ra mấy luồng, bây giờ mình đi ngày một mà còn dính có được bao nhiêu nè. Bạn thấy dính quá yếu không? Tại vì bây giờ nó cũng hết mùa nha các bạn. Nó sắp hết mùa gắn đó, nó cũng còn đi lai ga vậy thôi. Nhưng mà nó đi rất là yếu nha các bạn. Mấy bữa trời nắng ấm ấm á, thì ăn lãi với hổ ngựa đồ hoặc mai có đi lai gai. Còn hổ hành á, thì nó trời lạnh thì nó đi đó. Nhưng mà nó đi yếu lắm mấy bạn. Bảy mấy bạn cũng hiểu đó. Hổ hành là rất, nó đi rất là yếu nha các bạn. Nó không có đi như gắn lãi với hổ ngựa. Thì vô mùa nó đi gặp gặp tối ngày. Còn con hổ hành nó ít đi lắm. Hổ hành như nó nín lâu lắm mới chịu đi. Gà nó ăn cái mấy gắn bự bự, khi nó nghỉ cái cả tháng mới chịu đi ăn lại nha mấy bạn, mấy gắn bự á. Rồi giờ mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây ha. Nếu mấy bạn có xem nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ để ủng hộ anh em mình có động lực làm những video tiếp theo nha các bạn. Thôi giờ mình máy bay, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.